Trong bản tin mới nhất về dịch Covid-19 ngày 22 tháng 12, xin kính mời quý vị và các bạn đến với tin tức nóng nhất sau đây. Cảnh báo nóng, số ca nhiễm Covid-19 tử vong ở Thừa Thiên Huế đột ngột tăng. Dịch tiếp tục nóng lên ở các tỉnh miền Tây, riêng Cần Thơ có đến 1.600 F0 và hơn 1.400 ca cộng đồng. Nguy hiểm, Vĩnh Long ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước đến nay với 599 ca mắc mới và 9 ca tử vong. Vùng biên Mường Lát, Thanh Hóa lập đỉnh về số ca mắc COVID-19 phá lập kỷ lục buồn về số ca nhiễm COVID-19, trong đó có biến thể Omicron chiếm 1 phần 3 số ca mắc. WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 thứ 10. Và sau đây xin kính mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là cảnh báo nóng, số ca nhiễm COVID-19 tử vong ở Thừa Thiên Huế đột ngột tăng. Cuối ngày 21 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong ngày ghi nhận thêm 370 ca nhiễm COVID-19 đều phát hiện cộng đồng và được cách ly ngay sau khi phát hiện. Theo số liệu của ban chỉ đạo tính đến ngày 20 tháng 12 đã có thêm 19 ca tử vong, như vậy tổng số ca tử vong tăng lên con số 32. Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Hảo, giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đây là số liệu cộng dồn chứ không phải trong ngày có 19 người tử vong. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó giám đốc bệnh viện Trung ương Huế, kiêm giám đốc Trung tâm nghiên cứu và điều trị COVID-19 tại cơ sở 2 của bệnh viện Trung ương Huế cũng cho biết trong ngày 21 tháng 12, chỉ ghi nhận một ca COVID-19 nặng tử vong, còn số liệu 32 ca là số liệu cộng dồn từ trước tới nay. Theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân, trong số 32 ca nhiễm COVID-19 và tử vong, số già yếu có bệnh nền rất nặng nên không thể nói họ tử vong do COVID-19. Chúng tôi đang yêu cầu các bộ phận chuyên môn trong báo cáo phải ghi rõ thêm trường hợp tử vong với bệnh cảnh cụ thể, vì nhiều ca nếu không nhiễm COVID-19, họ cũng tử vong vì bệnh quá nặng. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân giải thích thêm. Tính đến ngày 21 tháng 12, Thừa Thiên Huế ghi nhận 9.455 ca nhiễm COVID-19, khẳng định có mã bệnh của Bộ Y tế. Trong đó, có số ca nhiễm chuyển từ các địa phương đến cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế điều trị và đã điều trị khỏi 7.401 trường hợp. Hiện địa phương đang điều trị 2.026 ca, số ca tử vong cộng dồn 32 ca. Chuyển sang tin tiếp theo, dịch dị biến nóng lên ở các tỉnh miền Tây, riêng Cần Thơ có đến 1.600 F0 và hơn 1.400 ca cộng đồng. Thưa quý vị, tối ngày 21 tháng 12, tỉnh Cà Mau tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 cao, 1.590 người, cao nhất các tỉnh miền Tây trong ngành. Cạnh đó có thêm 677 người điều trị khỏi, 4 người tử vong. Lũy kế đến nay, tỉnh đã có 26.954 người mắc COVID-19, trong đó có 12.859 người đã điều trị khỏi. 105 người tử vong, hiện đang điều trị 14.077 người, trong đó có 10.296 F0 điều trị tại nhà. Tỷ lệ người từ 12 tuổi trở lên của tỉnh tiêm vaccine mũi 2 đạt 91,25%, gần 11.000 người đã được tiêm liều bổ sung và nhắc lại. Cùng ngày, thành phố Cần Thơ ghi nhận 797 ca mắc mới, 1.307 ca điều trị khỏi, 12 ca tử vong. Tính từ ngày 8 tháng 7 đến nay, thành phố này đã có 4 225 ca nhiễm, trong đó đã điều trị khỏi 30.526 ca hiện thành phố này có 15.303 F0 đang điều trị tại nhà, 2.119 F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tỷ lệ trẻ 12 đến 17 tuổi và người trên 18 tuổi của thành phố đã tiêm đủ liều vaccine đạt lần lượt 70,38% và 93,72%. Tỉnh Bến Tre ghi nhận 715 ca mắc mới, gồm 711 ca trong cộng đồng, 4 ca trong khu cách ly, thêm 2 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh đến nay 23.097 người, trong đó có 11.291 ca được điều trị khỏi, 127 ca tử vong. Cạnh đó, tỷ lệ tiêm chủng của tỉnh đạt 98,8%, trong đó 92,3% dân số tiêm đủ 2 mũi, 8,3% tiêm 3 mũi. Riêng trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt 99,9% kế hoạch. Theo nhận định của ngành y tế tỉnh, hiện số ca mắc trong cộng đồng và số ca Tử vong tiếp tục có xu hướng tăng nhanh ở nhiều địa phương mà bệnh đang lưu hành trong cộng đồng cao. Hiện tỉnh có 9 trên 9 huyện thành phố có cấp độ dịch cấp 3 và 3 xã cấp độ 1, 29 xã cấp độ 2, 91 xã cấp độ 3 và 34 xã cấp độ 4. Tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 788 ca mắc mới trong ngày, trong đó 266 ca cộng đồng, thêm 9 ca tử vong. Tổng số ca dương tính trên địa bàn đến nay 37.250 người, hiện còn điều trị 10.060 bệnh nhân, trong đó 9.620 người không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, 75 trường hợp rất nặng, 445 ca tử vong. Trong ngày, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 390 ca mắc mới, trong đó có 1 ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 và 52 ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly phong tỏa, thêm 15 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn tỉnh hiện nay 31.650 người đó có 22.138 ca được điều trị khỏi. Đến nay, người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 95,3%. Các trường hợp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đang tăng tốc tiêm vaccine mũi 2 cho học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi. Dự kiến ngày 27 tháng 12, ngoài huyện Tân Phú Đông, học sinh lớp 9 và 12 tại các địa phương còn lại của tỉnh sẽ đến trường học trực tiếp. Đến nay, trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 89,2%, mũi 2 đạt 72,6%. Tỉnh Vĩnh Long cùng ngày ghi nhận 599 trường hợp nghi nhiễm, 361 ca xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 88 ca qua sàng lọc tại cơ sở y tế, thêm 9 ca tử vong. Từ đầu năm đến nay, tỉnh này ghi nhận 23.500 ca nhiễm, đã điều trị khỏi cho 16.293 trường hợp, có 224 trường hợp tử vong. Tỉnh Trà Vinh ghi nhận 485 ca mắc mới, gồm 455 ca trong cộng đồng, 15 ca trong khu cách ly, 11 ca tại cơ sở y tế, 4 ca là người ngoài tỉnh về thêm 3 ca tử vong. Đến nay, tỉnh ghi nhận 15.954 ca mắc, trong đó khỏi bệnh 6.867 trường hợp, có 98 trường hợp tử vong. Còn tỉnh An Giang thì phát hiện 290 ca nhiễm mới trong ngày, trong đó 219 ca cộng đồng. Duy kể đến nay, An Giang ghi nhận tổng cộng 30.289 ca nhiễm, nhưng đã điều trị khỏi 25.158 bệnh nhân. Số ca tử vong mới trong ngày 27 người nâng tổng số trường hợp tử vong 820 người, chiếm 2,7%. Trong ngày, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận thêm 11 bệnh nhân COVID-19 tử vong, 333 ca mắc mới. Lũy kế tới nay, tỉnh đã có 28.373 ca nhiễm, trong đó có 254 người tử vong. Đã điều trị khỏi 22.283 ca, hiện đang cách ly điều trị 2.852 ca tại các cơ sở y tế, 2.984 ca tại nhà tính đến nay tỉnh bạc liêu ghi nhận 507 ca mắc mới 384 ca bình phục 5 ca tử vong lũy kế đến nay tỉnh ghi nhận 24.085 ca nhiễm trong đó có 17.828 ca bình phục 203 ca tử vong hiện đang điều trị 6.027 ca trong đó có 1.627 ca điều trị tại nhà tỷ lệ trẻ em 12 đến 17 tuổi là người trên 18 tuổi tiêm vaccine mũi 2 đã lần lượt 87,94% và 93,7%. Chuyển sang tin tiếp theo, nguy hiểm. Vĩnh Long ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước đến nay với 599 ca mắc mới và 9 ca tử vong. Thưa quý vị, tối 21 tháng 12, tin từ Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, trong ngày hôm nay, tỉnh ghi nhận thêm 599 ca mắc COVID-19 và 9 ca tử vong. Đây cũng là ngày tỉnh ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất từ khi dịch bùng phát. Trong số ca mắc mới, 449 ca được ghi nhận trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế. 8 ca trong khu phong tỏa, 142 ca là F1 chuyển thành F0 khi được cách ly tại nhà. Như vậy, tính từ ngày 1 tháng 1 đến nay, Vĩnh Long ghi nhận 23.500 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 16.293 trường hợp, có 224 trường hợp tử vong. Tỉnh đang cách ly điều trị tại nhà hơn 16.300 F0 và F1 tại nhà. Cùng ngày, ông Nguyễn Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, ký ban hành công văn về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Theo công văn, những người tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 6 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1. Có giấy ra viện, Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 Thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú Nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú Tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo Tuân thủ 5K nếu có dấu hiệu bất thường với sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau sát họng, mất vị giác Thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi, xử trí theo quy định Thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh 2 lần Lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7 Sở Y tế Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị tăng cường thực hiện nghiêm việc quản lý giám sát cách ly, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện. Chuyển sang tin tiếp theo. Vùng biên Mường Lát, Thanh Hóa lập đỉnh về số ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thanh Hóa cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 364 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 326 ca phát hiện trong cộng đồng, 38 ca đang thực hiện cách ly tập trung và bệnh nhân từ các tỉnh thành khác về địa phương. Đáng chú ý, huyện biên giới Lát tiếp tục ghi thêm 176 ca mắc cộng đồng, trong đó, xã Trung Lý 28, Nhi Sơn 65, Mường Lý 58, Pù Nhi 10 và 15 bệnh nhân khác chưa được thống kê địa chỉ đầy đủ trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, sở giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 6.470 về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách là xe tuyến cuối cố định là xe tuyến cố định nội tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi đến huyện Mường Lát bắt đầu từ 21 tháng 12. trừ trường hợp xe đưa đón công nhân, chuyên gia phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa thì ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Mường Lát đang khẩn trương tầm soát truy vết cách ly bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời phong tỏa nhiều bản làng thuộc các xã Nhi Sơn, Bù Nhi, Trung Lý. Cũng trong ngày hôm nay, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thanh Hóa ghi nhận nhiều ca cộng đồng ở nhiều địa phương khác là thành phố Thanh Hóa 16, Nghi Sơn 29, Nông Cống 20, Quảng Sương, Thạch Thành 16, Hà Trung 6, Thường Xuân là 8, từ 27 tháng 4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận 5.729 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn, 3.378 người điều trị khỏi ra viện, 13 bệnh nhân tử vong. Tiếp theo chương trình là thông tin, Pháp lập kỷ lục buồn về số ca nhiễm COVID-19, trong đó biến thể Omicron chiếm 1 phần 3 số ca mắc. Thưa quý vị, theo Cơ quan Y tế Công Pháp, nước này ngày 21 tháng 12 ghi nhận 72.832 ca mắc COVID-19, một kỷ lục mới trong làn sóng dịch thứ 5 biến thể Omicron lây lan mạnh tại Pháp, đặc biệt tại thủ đô Paris, khi chiếm 1 phần 3 số ca dương tính mới. Theo cơ quan y tế công Pháp, nước này ngày 21 tháng 12 ghi nhận 72.832 ca mắc COVID-19, một kỷ lục mới trong làn sóng dịch thứ năm. Tổng số ca phải nhập viện điều trị hơn 16.000 trường hợp, trong đó gần 3.100 ca phải điều trị tích cực. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn chính phủ Pháp, Gabriel Attan nhấn mạnh, số ca mắc mới tăng mạnh liên quan đến biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ chóng mặt, từ 2 đến 3 ngày lại tăng gấp đôi số ca nhiễm tại Pháp. Theo đánh giá mới nhất trong ngày hôm qua, về sự lây lan của biến thể Omicron trên toàn nước Pháp, tỷ lệ ca dương tính với biến thể này lên tới 20%. Trong khi con số này vào cuối tuần qua ghi nhận chỉ là 10%. Đây thực sự là một sự gia tăng rất lớn, nhất là những người trẻ trong độ tuổi từ 20 đến 40, người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết. Tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trung bình tại Pháp tăng lên 6,1% với 545 ca trên 100.000 dân. Riêng tại vùng Ile-de-France và đặc biệt là thủ đô Paris, tỷ lệ này lên tới 1.000 ca trên 100.000 dân, trong đó ước tính hơn 30% số ca nhiễm mới là do biến thể Omicron. Bên cạnh khuyên cáo người dân tránh tập trung đông người, dừng các hoạt động lễ hội, đảm bảo quy định phòng ngừa y tế, Pháp tiếp tục đặt trọng tâm vào chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường. Theo số liệu mới nhất đến nay đã có hơn 20,5 triệu người Pháp tiêm mũi vaccine thứ ba. Giáo sư Olivier Swart thuộc Viện Nghiên cứu Pasteur khẳng định, các nghiên cứu cho thấy các kháng thể có thể chống lại biến thể Omicron sau khi tiêm mũi tăng cường từ 1 đến 3 tháng, trong khi những người mới tiêm hai mũi lượng kháng thể giảm đi và không đủ để chống lại biến thể này. Người phát ngôn của chính phủ Pháp nhấn mạnh biến thể Omicron đang làm thay đổi các tính toán và không loại trừ khả năng Pháp phải tái phong tỏa một lần nữa để ngăn chặn sự lây lan của biến thể này. Ông Gabriel Attan cho biết chính phủ sẽ đẩy nhanh thông qua dự luật liên quan thẻ vaccine mà dự kiến trình quốc hội vào ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ lễ, ngày 3 tháng 1 năm 2022, để gia tăng sức ép đối với người chưa tiêm phòng vaccine ngược COVID-19. Chuyển sang tin tiếp theo, WHO sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 thứ 10. Tổ chức Y tế Thế giới vừa phê duyệt khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược Novavax của Mỹ sản xuất. Đây là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 10 được WHO chấp thuận. Thưa quý vị, trước đó, ngày 20 tháng 12, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 Novavax cho người từ 18 tuổi trở lên. Novavax sẽ là loại vaccine ngừa COVID-19 thứ 5 được lưu hành tại châu lục này, sau vaccine của hãng Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson Johnson. Loại vaccine này được phát triển dựa trên một công nghệ truyền thống hơn so với các loại vaccine phòng COVID-19 trước đó, cho nên là EMA hy vọng vaccine sẽ được nhiều người dân châu Âu đón nhận hơn. Công nghệ này bao gồm các protein được tìm thấy trong protein gai của virus SARS-CoV-2 giúp kích hoạt hệ miễn dịch. Công nghệ này từng được thử nghiệm và sử dụng nhiều trong thập kỷ phát triển vaccine phòng bệnh như là viêm gan B việc WHO đưa vaccine của Novavax và danh sách cấp phép sử dụng khẩn cấp mở đường cho các quốc gia khác trên thế giới nhanh chóng cấp phép và nhập khẩu vaccine này. Bên cạnh đó, sau động thái trên, thì vaccine của hãng dược phẩm Mỹ sẽ được chấp nhận tham gia cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX. Novavax là loại vaccine thứ 10 được đưa vào EUL. Trước đó, trong khuyến nghị đưa ra về việc cấp phép, Ủy ban về các sản phẩm thuốc dùng cho người CHMP thuộc EMA khẳng định, các dữ liệu tổng hợp từ hai cuộc nghiên cứu lớn cho thấy loại vaccine đạt hiệu quả ngăn ngừa COVID-19 tới 90%. EMA cho biết thêm rằng hiện chưa thể đánh giá hiệu quả của loại vaccine này đối với biến thể Omicron do còn thiếu các dữ liệu. EMA khẳng định những thông tin về Nuvasovit rất đáng khích lệ và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của EU về hiệu quả, an toàn và chất lượng.